vâng à, xin chào các khán giả của kênh tài chính kinh doanh à, chúng ta đang chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ lễ lớn à, của tháng 9 và như thường lệ thì sau khi có các cái số liệu của tổng cục thống kê thì à, à, chương trình à, kênh tài chính kinh doanh sẽ có một cái chương trình gọi là bàn tròn đầu tư chúng ta sẽ cùng xem lại các cái chỉ số kinh tế vĩ mô cũng như là chúng ta xem những cái vấn đề mà có thể gây ra những à, gọi là biến động lớn ở trên thị trường và đồng hành cùng tôi à, ngày hôm nay thì à, như thường lệ có anh Trần Ngọc Báo, CEO của V Group. Vâng xin chào anh Báo. Dạ, yeah, xin chào anh Tuấn và xin chào cả nhà. Và mọi người sẽ thấy hôm nay có một cái điểm đặc biệt đó là chúng ta sẽ chỉ có hai anh em tôi thôi, còn anh Long hôm nay do có một cái số cái việc nên là sẽ không tham gia. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì à, chúng tôi sẽ tập trung vào một cái chủ đề à, rất là quan trọng mà tôi thấy rằng là ở trên thị trường mọi người đã nói rất là nhiều. À, chủ đề đó là liệu các cái sự tăng của tỷ giá gần đây có dẫn đến cái sự thay đổi về chính sách tiền tệ hay không đối với chủ đề này thì tôi nhớ rằng là tôi đã có hai cái chương trình một cái chương trình đó là giải mã ma trận lãi suất và tỷ giá và quan điểm của tôi đó là năm nay chúng ta cần phải tập trung vào cái việc tăng trưởng GDP nên rằng là cái khả năng mà chúng ta mà thay đổi cái chính sách tiền tệ như năm ngoái là thấp Uh, thậm chí là hôm qua thì tôi trong cái chương trình livestream đi theo dòng tiền thì quan điểm của tôi cũng khá là rõ ràng đó là chúng ta đang có khả năng là cái xuất khẩu của chúng ta đã thoát cái vùng đáy. Uh, tại vì uh, cái đối uh, gọi là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta trong cái việc nhập khẩu đó chính là Mỹ thì đang chuẩn bị vào cái mùa cuối năm uh, thông qua các cái số liệu là những cái hàng tồn kho của họ đã giảm đến mức uh, tối đa và họ đang đã sẵn sàng chuẩn bị cho một cái kỳ nhập hàng mới phục vụ cái các cái đơn hàng cuối năm và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với cả anh báu xem lại và chúng ta cũng có thể đưa ra những cái góc nhìn khác nhau tại vì chúng ta đều biết rằng là trong thời gian gần đây thì những cái yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán là vô cùng lớn và trong một cái môi trường mà các cái doanh nghiệp còn đang khá là yếu thì cái sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khoá là một cái điều kiện mọi người rất là tập trung chính vì vậy chúng ta hãy cùng xem liệu những cái biến động tỷ giá gần đây có khả năng thay đổi cái chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước hay không và trước khi đi vào phần trao đổi rất là sâu của anh báo thì chúng ta hãy xem một đoạn phóng sự ngắn sau đây tất cả dữ liệu tài chính chỉ trên một nền tảng duy nhất trả giúp bạn tìm kiếm mọi thứ chỉ trong vài giây bằng thanh tìm kiếm chỉ đơn giản là nhập từ khóa tất cả những dữ liệu bạn cần sẽ được hiện lên ngay lập tức WeChat đáp ứng mọi nhu cầu dữ liệu và thông tin về dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu ngành, dữ liệu vĩ mô, dữ liệu tiền tệ, cho đến thị trường trái phiếu, thị trường hàng hóa. Thanh tìm kiếm chính là giải pháp giúp bạn nhanh chóng tiếp cận toàn bộ dữ liệu có sẵn trên WeChat. Truy cập wechat.vn và khám phá kho so tàng dữ liệu khổng lồ ngay bạn nhé! Tổng cục Thống kê vừa công bố các chỉ số kinh tế 8 tháng năm 2023, trong đó chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2023 tăng 0,88% so với tháng trước, bình quân 8 tháng năm 2023, CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,57%, vẫn đang cách khá xa lạm phát mục tiêu, chỉ số IAP giảm nhưng gia tốc giảm đã chậm lại, về tỷ giá, sức ép lên tỷ giá gia tăng từ tháng 6 sau khi ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành với 4 lần trong tháng 3, 4, 5 và 6. Chính sách tiền tệ ngược chiều giữa Việt Nam và Mỹ, cộng thêm thanh khoản tiền đồng dư thừa do tăng trưởng tín dụng yếu, tranh lệch khiến lãi suất giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ ngày càng nới rộng. Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc ngày càng bộc lộ bất ổn và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ có xu hướng tăng nhanh đã làm suy yếu dòng vốn đầu tư nước ngoài, phần nào gây nên áp lực lên tỷ giá. Tính từ cuối tháng 5 năm 2023 tới nay, Việt Nam đồng đã mất giá 2% so với đô la Mỹ, trong đó riêng 3 tuần đầu tháng 8 mất giá 1,2%. Với những thông tin vĩ mô như vậy, tình hình kinh tế hiện nay của Việt Nam như thế nào, liệu sắp tới các chính sách sẽ diễn ra ra sao, mời các bạn cùng theo dõi phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Chào cả nhà và chào anh Tuấn Thì uh, chắc là anh Tuấn cũng đã trao đổi với cả nhà chắc khoảng một hai lần về cái chủ đề này rồi, cho nên thì hôm nay coi như là chúng ta review lại một chút. À, và đóng góp thêm lắng nghe thêm ý kiến của báo à, có nghe ý kiến của anh Tuấn sơ bộ thì có vẻ như là anh Tuấn cũng khá đồng ý với lại à, báo cũng khá đồng ý với quan điểm của anh Tuấn về vấn đề chính à, sách tiền tệ lẫn tỷ giá thì hôm nay là báo xin bổ trợ thêm một số cái góc nhìn về dữ liệu và cái góc nhìn của cá nhân báo để anh chị à, kết hợp cùng với góc nhìn của anh Tuấn và góc nhìn của cá nhân mình ý, đưa ra những cái quyết định và những cái dự phóng trong tương lai của mình thì à, cái buổi trình bày ngày hôm nay chắc là sẽ không trình bày bằng slide và chúng ta quay trở về lại cái mô hình quen thuộc của chúng ta trước giờ đó là chúng ta trình bày bằng cái may map. à, và có đi một chút về cái hệ thống dữ liệu báo đã chuẩn bị sẵn đâu đó khoảng chừng là tầm 6 cái biểu đồ ở đây đấy để mà trả lời cho những cái góc nhìn cho từng góc nhìn của báo về từng cái câu hỏi mà chúng ta dẫn dắt trong cái nội dung ngày hôm nay thì hiện tại chúng ta thấy được rằng là bối cảnh tỷ giá đang giật và lạm phát tăng thì đang có một số cái lo no ngại diễn ra được rằng là cái bối cảnh này có thể sẽ làm cho ngân hàng nhà nước thay đổi cái định hướng về chính sách tiền tệ. Bởi vì dù sao ấy thì cái việc mà tỷ giá ổn định trong vòng từ đầu năm 2023 ấy đến giai đoạn là tháng 9 tháng, tháng 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 7 vừa rồi cùng với việc lạm phát của Việt Nam thấp so với lại mục tiêu và so với lại xu hướng chung của thế giới thì nhìn chung chúng ta đã có một cái dư địa khá là tốt mà chúng ta có thể kích thích về tài khoá và tích kích thích về tiền tệ đặc biệt là cái tiền tệ đấy nhưng đến giai đoạn này ấy, thì báo dùng cái câu ấy gọi là nàn gió ngược có nghĩa là những cái thứ mà đã hỗ trợ khá là tốt chúng ta để chúng ta duy trì một chính sách tiền tệ ngược với lại cái xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu đó. đấy thì bây giờ nó đang trở nó lại đã có những cái dấu hiệu của một vài cơn gió thổi ngược lại đấy thì chúng ta cùng review lại và chúng ta cùng đi xem thử xem được rằng là cái cái cơn gió ngược này nó có đủ lớn để mà làm cho ngân hàng nhà nước sẽ phải một lần nữa nạp lại cái 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 hành động là thay đổi cho cái tiền tệ vào cuối năm hay không nhá ok mình đi à, đầu tiên ấy thì à, chúng ta review một chút thì à, chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều này này đó là mặc dù mỹ ý, họ không còn cửa để tăng uh, lãi suất nhiều bởi vì dù sao thì lạm phát mục tiêu cũng đã về cái chạm chạm gần mục tiêu của họ rồi mặc dù khoảng 2 tháng gần đây thì lạm phát của mỹ cũng xuống dài dẳng trở lại khi mà giá nhà của mỹ nó bắt đầu tăng trở lại đấy cộng với lại những cái yếu tố liên quan đến uh, phục vụ cho nhà ở các thứ nó cũng đang cũng tăng trở lại ấy, thì lạm phát của mỹ nó tăng trở lại và lên kinh tế của mỹ nó khỏe hơn là người ta dự tính thì thành ra mà nói ấy, uh, chúng ta phải chấp nhận một điều là khả năng cao những cái dự báo của các chuyên gia uh, cho rằng phải đến khoảng chừng là giữa năm giữa quý 2 2022 ấy đấy thì Fed mới thay đổi cái chính sách tiền tệ của mình tức là bắt đầu có yếu tố là giảm lãi suất đấy thì đồng nghĩa việc là từ giờ đến giai đoạn đó đâu đó chỉ còn còn khoảng đâu đó nhỉ giờ là tháng 9 nhỉ còn tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 4 tháng cộng với lại 4 tháng đó nó còn 8 tháng nữa thì cái cái lãi suất của Mỹ ấy, nó vẫn chưa thể giảm nó vẫn duy trì ở mức mặt bằng khoảng chừng là tầm 5.5% đấy thì so với nền lãi suất của Việt Nam hiện tại lãi suất overnight của ngân hàng tại Việt Nam hiện tại lãi suất bond year hiện tại ấy, nó chỉ khoảng chừng là tầm 0.5 cho đến là khoảng 2.5% thôi mặt bằng chung vùng vực đó thì được nghĩa được là số góp âm và số gấp âm thì cũng đã gây rất nhiều cái vấn đề hệ lụy về tỷ giá à, như chúng ta đã từng nhìn thấy ấy. rồi nhưng mà không phải cứ số gấp âm là ngân hàng nhà nước phải thời gian tỷ tệ của mình thì hôm nay báo sẽ chia sẻ thêm một số góc nhìn đó và cũng mong được rằng là trong quá trình chia sẻ thì anh Tuấn cũng bổ sung thêm. <laughs> và chắc là chỗ này tôi xin phép vâng chỗ này thì chắc là tôi xin phép anh báo là như thế này hôm nay tôi sẽ đóng một cái vai trò rất là à, là một cái người xem của kênh tài chính kinh doanh đi à, có những cái điểm mà tôi xin phép là hỏi lại anh báo tại vì trong cái quá trình chúng ta làm thì à, có thể là chúng ta sẽ dùng một số các cái thuật ngữ tôi nói ví dụ như là swap âm chẳng hạn thì à, tôi xin phép là nếu như mà đến cái đoạn đó thì tôi có thể bổ sung hoặc là tôi có thể đặt những cái câu hỏi để uh, chúng ta có thể uh, cùng giải thích cho khán giả kênh tài chính kinh doanh được không ạ? Dạ. Vâng. Vâng, vậy có gì nhờ anh uh, nhớ anh Tuấn hỗ trợ thêm. Dạ. Yeah. Vâng. Wow. ở cái điểm ở điểm đây thì tôi nghĩ rằng là là điểm số 1 quan điểm của anh báo là Mỹ sẽ duy trì lãi suất cao đến đầu quý 2 2024 và đặc biệt là theo um, cái hội nghị Jackson Hole uh, gần đây thì chúng ta đã nhìn thấy rằng là cái mục tiêu của họ là đặc biệt là cái lạm phát ấy thì uh, Uh, Powell đã nói rất là rõ ràng, đó chính là cái uh, core CPI tức là cái lạm phát lõi, uh, cái lạm phát trừ đi cái phần uh, gọi là lương thực và năng lượng đúng không anh báo? Thế thì um, uh, ở đây thì tôi tôi cũng nghĩ uh, có cái quan điểm rằng là cái việc mà cái um, cái khả năng cái lãi suất của Mỹ nó còn cao uh, thì nó sẽ còn rất là lâu dài. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái vấn đề đó là cái chính sách tiền tệ của chúng ta đang ở trong cái chu kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế. Chính vì vậy nên rằng là có sự chênh lệch lãi suất giữa lãi suất Việt Nam và lãi suất Mỹ. À, tuy nhiên ở đây tôi còn phải nhấn mạnh thêm một cái điểm rằng là cái sự chênh lệch lãi suất này nó chỉ nằm ở trong thị trường liên ngân hàng. Có nghĩa rằng là tại vì rất nhiều người hỏi tôi anh báo ạ, đó là làm thế nào mà tôi có thể bọn em có thể gửi tiền đô với lãi suất 5,5% được không? Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là trong cái cơ chế điều hành tỷ giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam thì chúng ta chống cái việc đô la hóa nên toàn bộ cái khoản tiền gửi bằng đô sẽ có lãi suất bằng không. Chính vì vậy nên là cái trường hợp mà có chênh lệch lãi suất thì nó sẽ nằm đa phần ở trong cái thị trường của liên ngân hàng và đó cũng là một cái vấn đề lớn nhất mà chúng ta cần phải theo dõi Tại vì khi mà các cái trạng thái của các ngân hàng nó lớn Thì nó sẽ có thể gây ra tác động vào cái việc cầu của tỷ giá Thế còn ở trong góc độ là chúng ta là những cái người dân bình thường Gọi là có nhu cầu gọi là tích lũy tài sản của chúng ta bằng tiền đô Thì chúng ta phải nhớ rằng là cái tiền đô của chúng ta sẽ không có lãi suất. Đấy là cái điểm mà tôi xin phép được bổ sung thêm Và đúng rồi Thì Uh, cái cái chuyện mà tranh lệch này ấy, thì nó sẽ chủ yếu hệ thống ngân hàng với hệ thống các tổ chức kinh tế quốc tế ấy. thì chẳng hạn như họ có thể lăn tăn giữa cái việc đó là để ở Việt Nam với lãi suất bằng này hay là mang ra Mỹ hay mang nước ngoài với suất bằng kia chứ còn người dân Việt Nam mình đi gửi tiền thì chắc chắn là lãi suất đô sẽ bằng không phần trăm đó nó quy định uh, và cái giai đoạn 2013-2014 khi mà ngân hàng nhà nước muốn kiểm soát cái đồng đô, đô la hóa rồi, dạ uh, yeah. thì uh, đấy. vậy thì mình đi tiếp ha nếu như vậy chốt ý thứ nhất ấy, thì là chúng ta đều uh, À, đâu đó đã cảm nhận được một điều ấy, đó là lãi suất của Mỹ sẽ duy trì à, bởi vì lạm phát của Mỹ có thể là dai dẳng hơn một chút xíu và kinh tế của Mỹ ấy, nó, nó, nó 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 chưa bước vào suy thoái Đấy, thành ra mà nói là cái động lực để mà ngân hàng trung Mỹ phép thay đổi chính sách tiền tệ sớm ấy là nó khó và dự báo được rằng ấy, như những cái cuộc phỏng vấn Mr. Sting đưa ra thì cái vote ấy thì phải đến khoảng chừng là tầm tháng 5, tháng 4, tháng 5, 2024 thì bắt đầu cái lãi suất mới bắt đầu là à, được vút nhiều phần giảm OK. Vậy mình đi tiếp như vậy thì uh, đến với lại Việt Nam mình ấy, thì uh, nếu như mà Việt Nam mình cũng giữ cái mặt bằng lãi suất cao uh, đến đâu đó khoảng uh, như Mỹ chẳng hạn đi thì chắc là kinh tế Việt Nam mình sẽ sẽ đối sức mất. Bởi vì về cơ bản thì chúng ta bị ảnh hưởng uh, khá là nặng bởi xuất khẩu này, tức là ngoài có ảnh hưởng và trong cũng ảnh hưởng như chúng ta trở với nhau nhiều đấy. Thì thành ra mà nói Việt Nam mình ấy, uh, ngân hàng nhà nước Việt Nam ấy phải bắt bắt đầu vào một cuộc chạy đua từ giữa năm giữa 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 năm à từ từ đầu năm vừa rồi này là phải bắt đầu một cuộc chạy đua đó là cuộc chạy đua với thời gian có nghĩa được rằng này à, tôi sẽ à, duy trì một chính sách tiền tệ nó có phần nới lỏng tại sao bác lại dùng từ có phần bởi vì thực ra chính sách tiền tệ Việt Nam chưa phải hoàn toàn là nới lỏng hết đấy nó có phần nới lỏng để mà à, để mà hỗ trợ cho nền kinh tế trước khi mà những biến động về tỷ giá hay nạm phát nó làm cho tôi không làm được đó nữa đấy thì uh, như chúng ta đã thấy được rằng cái ngân hàng nhà nước đã giảm lãi suất đấy cái mức giảm lãi suất nhìn chung cũng khá là mạnh nếu để ý kỹ thì anh chị có thể thấy được rằng là sau cái cú sau ở đây báo đưa vào đây một cái đoạn lãi suất ở trên tất cả các thị trường đấy thì chúng ta có thể thấy rằng sau cái giai đoạn mà tăng mạnh lãi suất vào khoảng trường là tầm tầm tháng 5 tháng 6 hồi 2 thì đến bây giờ hiện tại gần như lãi suất tất cả các kỳ hạn cũng đã đâu đó về cả thị trường một và thị trường 2 cũng đã về đâu đó tiệm cận cái vùng trước khi mà trước khi mà chúng ta tăng lãi suất rồi đấy rồi như vậy thì cái không gian giảm lãi suất về cơ bản đi về cái mức ban đầu thì là không gian cũng không phải là còn nhiều nữa đó là cái thứ nhất tức là chúng ta cũng đã gần như là xóa xóa bỏ toàn bộ cái đà tăng lãi suất của cuối năm 2022 rồi đấy rồi mình đi tiếp tức là chúng ta cũng đang nới nào nhưng mà cái vấn đề tiếp theo ở đây là gì đó cái vấn đề tiếp theo ở đây mà chúng ta cần đi với nhau ấy, đó là mục đích của giảm lãi suất đó là làm cho người ta à, bớt chịu gánh nặng của lợi vay và lãi vay đấy nhưng nhưng nếu như mà tiền nó không ra nền kinh tế người ta không tiếp cận được với lại tín dụng thì dù có giảm lãi suất đi chăng nữa đi thì nó cũng chỉ giải quyết được khoảng chừng là tầm bốn năm vấn đề vấn đề còn lại ý, là lãi suất giảm nhưng người ta phải tiếp cận được với lại cái khung nó suất giảm như vậy ý. nhưng mà hiện tại ý, thì nếu chúng ta nhìn xét về lại, chỉ số về cung tiền và tín dụng ý, thì hiện tại cả cung tiền và tín dụng ý, đều ghi nhận mức tăng trưởng nhìn chung là khá là thấp Đấy, như là cung tiền ấy thì tổng dụng nền kinh tế ấy, hiện tại cũng ở mức như để báo ở cái này nhé cái này cập đến tháng 6 cái này hiện tại đang cập đến tháng 6 thì như vậy cung tiền trong nền kinh tế ấy, đang ở mức khoảng chừng 9.3% so với lại tháng 6 năm hai và cái xu hướng vẫn đang là giảm đó, đây là cung tiền tăng trưởng EUI nhé và đang tiến về cái vùng là tăng trưởng uh, tín dụng ấy. sorry đây là tăng trưởng tín dụng thì đang tiến về cái tăng trưởng tín dụng là thấp kỷ lục giống như năm 2012 đó có nghĩa được rằng là chúng ta giảm lãi suất nhưng mà tín dụng không bơm được kinh tế được thì thành ra doanh nghiệp họ vẫn khó thôi bởi vì họ không tiếp cận được với lại cái nguồn vốn giá rẻ đó và tương tự như vậy ấy, thì kinh tế khó khăn thành ra dẫn đến tình trạng là cái tăng trưởng cung tiền ấy nó cũng chậm hay nói cách khác là chúng ta mới chỉ nới nỏng được 50% thôi tức là nới nỏng được câu chuyện về giảm lãi suất chứ còn không đưa được cung tiền và đưa được tín dụng nền kinh tế cho nên kinh tế phục hồi vẫn là chậm đây là điều khó tránh khỏi được đấy tại vì chúng ta mới giải quyết được một vế thôi còn vế này chúng ta chưa giải quyết được đấy cho nên kinh tế phục hồi nhìn chung là là chậm đấy kinh tế phục hồi chậm như thế nào thì chắc là anh chị làm mà mình nhìn về khu vực sản xuất và khu vực tiêu dùng ấy, thì chúng ta đều thấy được đấy, ở đây chắc là báo sẽ không đi sâu và à, thì chắc là một số anh chị cũng đã uh, cũng đã quan sát thấy thì ví dụ như ở đây chúng ta thấy được nếu chúng ta bỏ pmi đi đấy bỏ pmi đi à, chúng ta cho 5 năm đi 5 năm gần nhất thì chúng ta đều thấy được thơ 15 đấy cũng được này. thì chúng ta đều thấy được rằng là hiện tại ấy, khu vực uh, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nó cũng đang thấp hơn khá là nhiều đấy, so với lại cái giai đoạn trước dịch xảy ra và tất nhiên là thấp hơn đã nhiều so với nại lại giai đoạn 2022 và còn khu vực xuất khẩu ấy, thì nhìn chung ấy, vẫn đang tăng trưởng âm đấy so với cùng kỳ còn khu vực sản xuất công nghiệp ạ đấy một trong hai động lực chính để tăng trưởng kinh tế ấy, đến thời điểm hiện tại là hết tháng 8 rồi tức là đi phần 2 phần 3 quý 3 rồi ấy, thì nó vẫn mới chỉ tăng trưởng đâu đó khoảng chừng hai trăm mấy ba thôi sau với thách kịt đâu đó là khoảng chừng 10 90 phần trăm chính phủ đề ra ấy, thì nó còn rất là xa Đấy vậy cho nên nhìn chung ấy, à, à, báo đưa ra dữ liệu này ấy, để à, để chứng minh với anh chị một điều ấy, là cái tốc độ thẩm thấu của chính sách tiền tệ vào trong nền kinh tế mặc dù nó được bút bởi cả chính sách tài khoá nữa đến thời điểm hiện tại vẫn tương đối là chậm và nền kinh tế của chúng ta nhìn chung đã có sự phục hồi nhưng tốc độ phục hồi tương đối là chậm và chắc chắn cái uh, mục tiêu GDP quý 3 này ấy, là khó đạt được. Đấy. Và đâu đó nó cách rất xa cái mục tiêu mà chính phủ đề ra là khoảng 9 đến 10% cho quý 3 này. Rồi. Chúng ta đi tiếp. Đấy. như vậy có nghĩa được gì? Có nghĩa là xét về tăng trưởng kinh tế sức khỏe là kinh tế ấy, thì uh, uh, chính phủ uh, và ngân hàng nhà nước vẫn phải đi về cái hướng là hướng nới nào. Đấy. Nhưng nếu chúng ta đi về hướng nới nào ấy thì chúng ta À, phải chấp nhận một điều ấy, là những cái vấn đề liên quan đến làn gió ngược nó không được thổi quá mạnh đấy và nếu như chúng ta nhìn giai đoạn cuối tháng 8 vừa rồi ấy, thì có hai cái làn gió ngược nó khá là mạnh thứ nhất là tỷ giá bật tương đối là mạnh và cái thứ hai là lạm phát cũng bắt đầu tăng trở lại đấy thì uh... chúng ta sẽ đi cùng đi với nhau được xem bối cảnh như thế nào nha ví dụ chẳng hạn như là tỷ giá anh tôi có bổ sung thêm gì về góc nhìn về kinh tế phục hồi chậm không Đấy, như quan điểm của em thì là à, anh anh thì anh đang thấy như thế này à, có ở đây thì khi mà chúng ta nhìn thấy chúng ta đang đi bước một là chúng ta xác nhận với nhau đó là cái lãi suất của Mỹ còn cao và lãi suất Việt Nam đang sẽ duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế à, chúng ta đi đến bước 2. Đó là chạy đua hỗ trợ kinh tế trước khi là gió ngược Thì giảm lãi suất thì chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ ràng rồi Chắc là anh chỉ bổ sung thêm một chút xíu Thế nào là mở rộng cung tiền và tín dụng Và tại sao khi mà các cái lãi suất điều hành nó hạ thấp xuống Mà bà con vẫn kêu rằng là không vay được Thì chúng ta hãy lấy một cái hình ảnh như thế này có được không Chúng ta hãy tưởng tượng cả nền kinh tế là một cái đồng ruộng Được không Một cái đồng ruộng và nó hơi bị Năm nay thì cái hoa màu của nó chưa được tươi tốt cho lắm được không? Và chúng ta phải có một cái bơm và cái bơm ở đó là của ngân hàng nhà nước, họ sẽ điều tiết cái nguồn nước từ một cái kênh sang cái cánh đồng đó, được không? À, tuy nhiên thì cái nói chung là điện thì đã cắm vào rồi. Điện thì đã cắm vào rồi, nước thì cũng đã sẵn sàng để tưới rồi. Đúng không? Tuy nhiên thì cái việc đầu tiên là các cái cái, cái, cái trong từng cánh đồng thì nó có từng cái khu vực. Ví dụ như là cái khu vực bất động sản chẳng hạn được không nó chiếm 20% tín dụng thì năm nay cái khả năng của nó nếu mà tưới nước thêm vào nó nữa thì nó có khả năng một là không 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 thấy cái quả nào nó ra cả mà thậm chí là có có cỏ nó mọc đấy là cái điểm đầu tiên các cái cái việc đầu tiên là nền kinh tế nếu mà thả tiếp tục vào tín dụng thì nó cũng có vấn đề nên là cái tốc độ tăng trưởng tín dụng nó cũng có một cái vấn đề ở đấy cái thứ hai đó là ở một số cái đồng ruộng ấy thì không có khả năng tức là kể cả có cho nước vào hoa quả có tốt tươi thì nó không có đầu ra chính vì vậy nên là người ta cũng bảo rằng là thôi cái tiền mà mua nước ấy thì em cũng đầu ra không có nên là em không cần cho nước vào ruộng của em đấy là cái điểm thứ hai tại vì khá nhiều người và vẫn còn bị mắc ở chỗ này không hiểu tại sao là giảm lãi suất nhưng mà không ai vay cả thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mối quan hệ rất là rõ ràng ở đây tuy là cái giá bơm nước vào thì đã rẻ hơn Tuy nhiên thì cánh đồng chưa chắc đã có thể hấp thụ được do những cái yếu tố như vậy, thậm chí là cái vấn đề về nợ xấu nữa cũng làm cho một số các cái chủ đất, cái chủ các cái khu đó ấy, cũng không muốn tưới vào làm gì cả. Đấy là cái điểm mà mình rất là muốn làm rõ ở cái chỗ này. Thế thì chúng ta cũng nhìn thêm một chút nữa là cái chỗ tại sao khi mà khi mà không tăng được tín dụng thì không tăng được tổng phương tiện ở trong nền kinh tế thì vì ở chỗ này nó có một cái điểm vô cùng quan trọng đó là khi mà muốn tăng tổng cái phương phương tiện thanh toán thì nó phải có hai hoạt động xảy ra một là cái hoạt động uh, vay tức là hoạt động tín dụng mà khi mà hoạt động tín dụng suy giảm thì cái vòng quay của nền kinh tế nó nó cũng bị sụt giảm chính vậy vì vậy cái lượng cung tiền ở trong lưu thông nó cũng bị sụt giảm thì uh, mình chỉ muốn làm rõ hơn cái điểm đó ở một cái góc độ một cái hình ảnh để cho khán giả kinh tế chính kinh doanh có thể hiểu được tức là hạ lãi suất điều hành mà, lãi suất điều hành, lãi suất điều hành là lãi suất thực sự là nếu như lời của Phó thống đốc uh, Tú có nói ấy, lãi suất điều hành có nghĩa rằng là các ngân hàng phải vay ngân hàng nhà nước cơ thì nó mới có hiệu lực. Chúng ta hãy nhìn từ lãi suất tái chiết khấu này, lãi suất tái cấp vốn này, được không? Lãi suất ô mô này, tất cả những cái cái lãi suất đó đều hạ nhưng mà vì không có cái hoạt động tín dụng do cái việc là cái cầu thực sự là yếu, do cái chi phí vốn còn lại trong hệ thống ngân hàng vẫn còn cao do cái tình hình nợ xấu nó có xu hướng tăng trở lại nên rằng là cái cái vốn nó không bơm được vào cái cái mảnh ruộng mặc dù cái mảnh ruộng đấy nó đang rất là cần nước thì đấy là cái quan điểm của mình. Và như vậy khi không bơm được vào như vậy thì thanh khoản của cả nền kinh tế nó đều có vấn đề. Và như vậy nó sẽ tác động đến cái điểm số 3 của anh báo nói đây là kinh tế phục hồi rất chậm. Kinh tế phục hồi rất chậm ở đây thì chúng ta hay lấy một cái thước đo là GDP, đúng không ạ? Anh anh báo có đồng ý với tôi không ạ? Yeah và GDP thì nó sẽ có bốn nhóm trong cái biểu đồ của anh báo anh báo có thể mở giúp tôi để tôi giải thích thêm cho mọi người một chút anh báo cứ để PMI đi ạ không sao đâu ạ vâng ở đây thì cái biểu đồ của anh báo này tôi đánh giá là một cái biểu đồ rất hay chỉ số sức khỏe nền kinh tế Như anh báo để vào cái chữ tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở đây thì nó có nghĩa rằng là nếu chúng ta học kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thấy một cái phần rất là quan trọng là phần C đó là cái cầu của tiêu dùng ở trong nước thì tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ở góc độ của tôi nhìn ý hôm qua thì tôi cũng có phân tích với cả anh Long ý thực ra thì đây vẫn là điểm sáng của nền kinh tế tức là nó vẫn tăng trưởng so với cả năm ngoái anh bảo ạ đấy là cái điểm đầu tiên rồi được không ạ đấy rồi sau đó chúng ta sẽ xem cái phần uh, của các cái doanh nghiệp được không ạ thì chúng ta sẽ có cái IIP toàn ngành công nghiệp IIP toàn ngành công nghiệp hoặc là là PMI thì chúng ta sẽ nhìn thấy bình thường ấy cái cái chữ C của chúng ta nó chiếm đâu đó nó khoảng 40% 40% cái động lực của cấu phần của GDP và IIP nó đâu đó nó cũng chiếm gần 40% tuy nhiên động cơ bây giờ ấy, thì cái phần toàn ngành công nghiệp ấy, nó chỉ tăng trưởng có 2,6% thôi tức là chúng ta đang một cái máy bay nó đang bay bằng một cánh hôm trước thì tôi có nói với anh Long như vậy tức là công nghiệp và và dịch vụ thì chúng ta đang chỉ chạy cái phần dịch vụ thôi cái phần công nghiệp thì cái động cơ này nó đang bị yếu đấy là cái điểm thứ hai cái điểm thứ ba đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái phần cầu từ nước ngoài thì anh đã có một cái biểu đồ về xuất khẩu tổng rồi thế thì ở đây thì chúng ta sẽ nhìn xuất khẩu giảm và rất là may thì xuất khẩu giảm như thế này nhưng mà thì góc nhìn của tôi thì nó đang thoát đáy thì chính vì vậy nên là tôi rất là thích cái biểu đồ này của anh báo nó sẽ thể hiện được tất cả. Nếu mà anh cho thêm đầu tư công vào đây nữa thì là sẽ là hoàn hảo đấy anh Bảo ạ. <laughs> đúng không ạ? Là chúng ta sẽ có thêm một cái phần g nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một cách tổng quan của nền kinh tế. Thì chia sẻ với cả mọi người như vậy thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là khi kể cả hạ lãi suất điều hành, tuy nhiên cái nguồn nước nó không được vào được cái đồng ruộng thì hiện trạng của cái đồng ruộng nó đang có một cái vấn đề, đó là 40% đặc biệt là cái phần PMI với cả IP là của cái ngành công nghiệp ấy nó đang chưa chưa được thực sự phục hồi. Cái tín hiệu tốt duy nhất tôi nhìn thấy ở đây đó chính là cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và một số bạn đang đặt rất là nhiều câu hỏi ở chỗ này và lần trước thì tôi cũng có phải chia sẻ bằng cái gọi là số nhân tài khóa khi mà chúng ta chi tiêu công thì cái mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ nó sẽ tăng. Và ngoài ra thì có một cái điểm gọi là le lói hy vọng đó là vào cuối năm thì cái cầu về xuất khẩu, cái cầu của nước ngoài sẽ dẫn đến cái việc xuất khẩu của chúng ta tăng thì tôi xin phép được uh, gọi là làm rõ thêm chứ còn uh, các cái quan điểm của anh báo thì tôi hoàn toàn đồng ý à. thôi chúng ta có thể đi tiếp ạ dạ uh, cảm ơn anh Tuấn <laughs> thì cái phần của anh trình bày khá là <cười> rõ <cười> chắc em em trình bày có khi mọi người cũng không thể làm mà, mà mà hiểu hết ý được uh, giống như các anh Tuấn trình bày khá là dễ hiểu đấy thì uh, right. uh, ý uh, À, ý muốn nói được rằng là ý muốn nói được rằng là hiện tại cái việc hỗ trợ nền kinh tế nó vẫn chưa thể hỗ trợ được hết mình được bởi vì với chỉ là giảm lãi suất thôi chứ còn vẫn yếu tố về tiếp cận với lại tín dụng hay là yếu tố về mở rộng cung tiền trong nền kinh tế thanh khoản nền kinh tế thì thực ra vẫn còn đang khó khăn và hiện tại thì dư thừa thanh khoản nó vẫn chỉ là hệ thống ngân hàng chứ không phải là dư thừa thanh khoản ở trong nền kinh tế. Yeah. Rồi, đó là một đó là cái ý dẫn đến tình trạng là kinh tế phục hồi rất là chậm này vậy bây giờ ấy vậy bây giờ kinh doanh phục hồi chậm thì mong muốn của chúng ta được rằng là chúng ta vẫn mong muốn có không gian để mà tiếp tục giảm cái lãi suất tiếp tục mở rộng cung tiền hay nó cách khác là tiếp tục đi theo cái chế tiền tệ lớn lỏng đấy nhưng mà ấy, như chúng ta đã học rồi ấy, chính sách tiền tệ chỉ có thể nới lỏng được đấy chỉ có thể hạ lãi suất được chỉ có thể bơm tiền được nếu như ấy, mà có hai yếu tố là tỷ giá và lạm phát trong vòng kiểm soát thì cuối tháng 8 vừa rồi ấy, thì cả tỷ giá lại giật rất là mạnh ông lạm phát thì ông cũng giật lên mạnh đấy thành ra vào đó là chúng ta cũng phải review lại chúng ta xem được rằng ý, là cú giật tỷ giá này ý, nó là cú giật thực sự hay ý, nó chỉ là yếu tố mang tính tâm lý hay là yếu tố mang tính thời điểm thôi là cái nhất này cái số 2 nạm phát ý, nó bắt đầu giật mạnh vào tháng 8 vừa rồi và gây rất nhiều lo no ngại à, cho mọi người đấy. đấy nhưng mà nó có phải là yếu tố trích của đủ mạnh để mà có thể à, nạm phát của chúng ta đủ đủ đạm chạm đến cái điểm mà ngân hàng nhà nước phải hành động hay không đấy thì cá nhân của báo cả hai yếu tố này báo đều cho rằng là à, ok hết À, tỷ giá thì chưa thì uh, tăng mạnh nhưng mà ấy, cá nhân báo cho rằng nó không có cơ sở của cái việc gọi là gọi là đáng lo ngại à, bởi vì ấy, à, thứ nhất ấy là chúng ta xét về à, so với lại cái năm 2010 2022 đi. Chúng ta bật đồ tỷ giá thử một chút xem. Thì tỷ giá vào rồi nó cũng bật khá là mạnh. Đấy mặc dù một cách khá xa cái giá chào bán của nhà, nhà nước tức là cái giá bằng ngân hàng nhà nước can thiệp ấy đấy nhưng mà về cơ bản thì nó khá tăng khá là mạnh và gây ra một số cái lo ngại đấy rồi và nó cũng đã thoát trung bình của tỷ giá nó cũng đã thoát ra khỏi cái vùng ngân hàng nhà nước mua hay nói cách khác ấy, là ngân hàng nhà nước từ khoảng tháng 6, tháng 7 đổ đi ấy, là đã không còn mua dự trữ ngoại hối nữa tức là không còn bơm tiền thông qua việc mua đô nữa mà bây giờ ấy, đô lại tăng nhanh ấy, thì có thể gọi là còn có nguy hiểm ở một điểm đó là một cái nó lấy ngân hàng nhà nước giật cái giá trả bán xuống ấy thì có thể lại thành ra bán đô và bán đô rồi để hút ừ. tiền khỏi Việt Nam đồng nữa Đấy. Chắc là phải nhờ anh báo cho full screen màn hình dạ. thì bà con sẽ nhìn rõ hơn ạ. Dạ. Ok anh. Đấy. Okay. Thì nếu chúng ta nhìn thấy Đấy. thì có có một vài người đang lo ngại anh Tuấn. Đó là lo ngại được rằng là tháng đây này, năm ngoái thì khoảng tháng 9 tháng 10 là tỷ giá giật. Đấy. Năm nay cũng đến thời điểm này tháng 9 tháng 10 và tỷ giá đang tăng rất là mạnh. Đấy thành ra nhiều người lo ngại. Đấy nhưng mà em cho rằng là bối cảnh của cả năm 2022 và năm 2023 nó hoàn toàn là khác nhau. Đấy trước tiên ý, thứ nhất ý, đó là cú giật tỷ giá này ý, thì em cũng có đo uh, và cũng có đi hỏi thì về cơ bản là nhu cầu đô ý, tại một số doanh nghiệp họ chuyển ở nước ngoài là có nhu cầu khoảng chừng là tầm 1.5 năm hai tỷ đô gì đó uh, nhưng mà nhu cầu một hai tỷ đô này ý, so với lại pop uh, của việt nam ý, nó không phải là quá lớn cho nên cú giật này ý, nó không phải là một cú giật mà gọi là mang tính gọi là rút vốn khỏi việt nam như nhiều người lo ngại mà nó chỉ là những cái nhu cầu đô để xử lý một số hợp đồng thôi là cái thiết cái số 2 nữa ấy, đó là khi mà em uh, trao đổi với lại một số anh chị là bên doanh nghiệp đấy và đặc biệt xuất khẩu ấy, thì cái ám ảnh của giai đoạn hồi hai lên các anh chị khá là nhiều đấy, thành ra anh chị cũng lo ngại được rằng là đô sẽ tăng thành ra anh chị cũng găm đấy tức có nghĩa là tức có nghĩa là là, là cái đà tăng này nó đến từ hai yếu tố yếu tố thứ nhất ấy, là một phần à, khoảng 30% trong đó 40% trong đó là đến từ cái nhu cầu đô thực sự đấy và đâu đó khoảng sáu bảy mươi nó đến từ yếu tố tâm lý Đấy, và làm cho đô tỷ giá giật lên đấy nhưng mà nó lại khác với lại năm 2002 năm 2002 ấy đây là gọi là gọi là gọi là đô rút rất thực sự đấy, bởi vì năm 2002 chúng ta nhớ lại cái giai đoạn đó là giai đoạn bắt bớ rất là nhiều à, giai đoạn đó là giai đoạn mà người ta lo sợ một sự đổ vỡ mang tính dây chuyền bắt đầu từ banh lây ra tất cả khu vực nền kinh tế của Việt Nam ấy. đấy thì thành ra mà nói ấy, là từ trong nước lẫn nước ngoài họ đều chạy khỏi uh, thị trường chính Việt Nam hết cho nên nhu cầu đô là thực sự và như chúng ta đo lường là lên tới 15 tỷ đô để chắc chắn là với cái nhu cầu 15 tỷ đô trong vòng khoảng chừng là tầm 1-2 quý thì uh, tỷ giá giật là điều khó tránh khỏi được đấy uh, rồi uh, rồi nhưng sau đó thì khi mà mọi thứ ổn định trở lại thì chúng ta thấy được rằng là với nội lực kinh tế Việt Nam ấy, thì tỷ giá của Việt Nam cũng không thể nào mất giá như này được <laughs> đó thì thành ra mọi người mới chấp nhận được rằng là ồ đó chỉ là sự sợ hãi tột độ khi mà cái nhu cầu đô ý, thực sự nó diễn ra bởi vì những yếu tố bắt bớ này hay những cái yếu tố về 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 phép họ tăng lãi suất giai đoạn đấy ấy. đấy thì thành ra mà nói là nó làm cho cái tỷ giá tăng mạnh nhưng rồi sau đó khi mà cơn hoảng sợ qua đi ấy, thì người ta đưa đô về một cái mức gọi là mức phù hợp đấy Rồi đến giai đoạn này ấy, thì lại bối cảnh khác ở đây chúng ta không hề bắt bớ gì hết đấy cán cân vãng lai của chúng ta giai đoạn này tương là mạnh đấy nó khác hoàn toàn đấy, ở đây báo có đưa vào đây một số cái hình ảnh đấy ví dụ như là bóng ma ở cuối năm hai có lặp lại hay không ấy thì báo cho rằng đấy là năm không lặp lại bởi vì năm 2023 ấy, là một năm ấy, mà hệ thống chính trị và ngân hàng đã ổn định hơn rất là nhiều nó không còn sự đổ vỡ sự no sợ của hệ thống ngân hàng nữa cho nên không có những cú rút vốn lớn lên tới 10 15 tỷ đô như ngày trước nữa trong vòng một hai quý nữa đấy à, mà đổi lại nó chỉ còn là những cú rút vốn của nhu cầu đô thực sự cho một vài hợp đồng đấy và rồi nó cũng sẽ nhanh chóng được xoa dịu đấy rồi à, cái số 2 nữa ấy, cái thứ hai nữa là năm 2022 cán cân vãng lai tương đối yếu bởi vì lúc đấy dịch vụ xuất khẩu dịch vụ chưa phục hồi được đấy, cho nên chúng ta âm đều đều mỗi quý là 3-4 tỷ đô xuất khẩu dịch vụ đấy rồi xuất khẩu của chúng ta xuất khẩu hàng hóa của chúng ta năm 2021 ý, 2022 ý, thẳng dư cũng rất là yếu nó không như năm nay năm nay thì ta thẳng dư xuất khẩu tương đối là nhiều thì thành ra mà nói ý, năm 2022 là một năm mà cán cân tổng thể ý, nó bị hút rất bị thâm dụng rất là lớn bởi vì cán cân vãng lai thì yếu trong khi cán cân vốn thì rút rất là mạnh bởi vì tâm lý sợ hãi phía bên trên đấy đấy nhưng năm nay thì câu chuyện này lại khác năm nay cán cân vãng nai tôi rất là mạnh <laughs> theo ước tính cá nhân báo mặc dù ngân hàng chưa công bố nhưng mà cán cân vãng nai khá là mạnh và mạnh đến giai đoạn hiện tại luôn vẫn chưa có dựa đảo chiều cái thứ hai là một đầu hợp một vài hợp đồng hút đô về việt nam mình ấy, nó đang trong giai đoạn thực thi thương thảo thì nó cũng là cái nguồn đô để mà cân lại những cái nhu cầu rút vốn đấy cho nên cán cân tổng thể theo cá nhân báo vẫn sẽ là thẳng dư và có thể thẳng dư từ nhẹ cho đến trung bình đấy chứ không thể là âm được và nếu như những cú giật tỷ giá ấy, mà không phải đến từ thâm hụt trong bốp đó, Thì tỷ giá cú giật tỷ giá nó sẽ nhanh chóng được xoa dịu Đấy, rồi Cho nên là um, uh, cú giật tỷ giá này Nó không phải là cú giật đến từ sự hoảng sợ Từ cái việc là số góp âm Đấy, mà số góp âm nó chỉ là một phần đóng góp trong đó thôi Và một phần nữa, ấy, phần chính yếu ấy, Vẫn phải đến từ cái yếu tố ấy, Đó là một vài nhu cầu đô ngắn hạn Và nhu cầu đô này qua đi ấy, Thì tỷ giá cũng sẽ đi vào trạng thái ổn định đấy vậy nhiều anh chị no về số góp âm đấy nhưng mà nhưng mà số góp âm của trạng thái bây giờ nó khác hoàn toàn với số góp âm của năm hai hai năm âm ấy, nhưng mà lúc đấy Fed đang trong xuống tăng mạnh đã xuất đấy chúng ta nhìn thấy bối cảnh tức nó rất là đen tối nhưng số góp âm của năm nay thì có chuyện nó lại khác số góp âm của năm nay ấy, thì nó phát đã đi đến giai đoạn cuối cùng rồi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa ấy, cái thứ hai nữa ấy, đó là nếu chúng ta để ý kỹ chúng ta sẽ thấy được rằng không chỉ việt nam số góp âm đâu mà rất nhiều rất nhiều cái quốc gia khác thì cả Thái Lan này, Trung Quốc này, à, họ cũng đều duy trì một mức số gấp âm. Đấy, nhưng mà Thái Lan họ có bị rút vốn đâu. Đấy, tại sao lại và Trung Quốc họ câu chuyện rút vốn của Trung Quốc liên quan đến bóp chặt thị trường bất động sản nha chứ không phải là số góp âm làm cho vốn rút của Trung Quốc như vậy rõ ràng được rằng số góp âm chỉ là một vế vế còn lại ấy nó phải đến từ cái việc ấy đó là dòng đô có chảy vào trong quốc gia đó hay không và như chúng ta đã nhìn thấy ấy, thì dòng đô chảy vào trong Việt Nam giai đoạn này vẫn tương đối là mạnh đến từ xuất khẩu thẳng dư tương đối mạnh này cái thứ hai nữa ấy, một vài hợp đồng bán vốn một vài hợp đồng đi vay uh, đô này uh, rồi cái nữa ấy, đến từ fbi fbi đang phục hồi tốt đấy uh, và nếu như anh chị để ý kỹ trong xu hướng trong vòng 1 đến 2 năm tới với cái việc mà hạ tầng đang trong giai đoạn được chuyển giao tương đối mạnh như hạ tầng giao thông bắc nam hạ tầng các trục tuyến đầu tư công thật nhất cái số 2 nữa ấy, là lương tại việt nam mình trong vòng 2 năm vừa qua lương công nhân tại Việt Nam mình trong vòng hai năm vừa qua tăng chậm hơn so với lại lương của những quốc gia đang phát triển và những quốc gia có tự cạnh tranh của mình lý do tại sao lại như vậy lý do bởi vì ý, như chúng, anh chị cứ thử đấy đưa thu nhập của người dân châu Âu và người dân Mỹ tăng rất là mạnh trong vòng một tháng vừa rồi đấy thì thành ra mà nói ý, cái dòng vốn FDI họ cũng cần phải dịch chuyển về những nơi có chi phí vốn nó thấp hơn nơi mà hạ tầng đang phát triển và nơi mà chính sách cũng hỗ trợ cho họ đấy thì cho nên báo nghĩ đó là chưa có cơ sở gì để mà cho những group vốn mạnh của Việt Nam đấy thì uh, uh, năm bối cảnh của bây giờ và bối cảnh của cùng bằng giờ này năm ngoái hoàn toàn khác nhau Cho nên chúng ta không phải sợ hãi quá mức đến cái việc là tỷ giá nó sẽ giống như năm ngoái tất nhiên là áp lực là có đấy bởi vì uh, ban đầu có thể là từ một vài nhu cầu rút vốn đô nhỏ nhỏ nhưng tâm lý sợ hãi nó kéo theo cái việc là tỷ giá tăng và tỷ giá tăng nó lại kéo theo cái việc đó là tâm lý tiếp tục kéo theo tiếp tại vì thực ra kinh tế nó là một cái mô hình kéo theo mà chứ nó không phải là mô hình tĩnh đấy nó là mô hình động thì uh, thì thành ra mà nói áp lực là có nhưng báo nghĩ cá nhân báo nghĩ là áp lực này không đủ uh, không duy trì lâu và áp lực từ tỷ giá không duy trì lâu và cái sẽ sớm cân bằng trở lại đó thì uh, đó là đi về vấn đề tỷ giá để chứng minh cho được rằng ấy là cơn gió ngược này nó không duy trì phải là quá lâu uh, giống như là các chuyên gia hiện trường nó lo ngại uh, tại vì uh, cá nhân em thấy một số chuyên gia hiện tại uh, uh, tất nhiên được rằng là mỗi người một quan điểm đấy nhưng mà hiện tại trên thị trường và một số chuyên gia đang khá lo lắng việc Đó là nếu chúng ta cứ duy trì mức lãi suất như thế này thì dòng vốn sẽ đảo ngược đấy nhưng uh, em thì lại uh, cho rằng quan điểm uh, không không hẳn là như thế vậy <laughs> anh Tuấn chia sẻ thêm góc à. nhìn <laughs> yeah. à. OK uh, nếu mà thực ra là nếu mà muốn mọi người hiểu về tỷ giá thì uh, chúng ta cần phải biết là cái uh, cái gốc của nó là cái gì được không chúng ta phải hiểu cái gốc của tranh lệch tỷ giá ấy, nếu mà ở góc độ dài hạn thì nó phải là tranh lệch lạm phát giữa hai quốc gia đấy là chúng ta nói một cách rất là kinh tế học mà nói được không giả sử như là uh, chi phí sản xuất uh, một tấn thép ở Việt Nam và chi phí một uh, tấn thép ở Mỹ do các cái chi phí đầu vào nó tranh nhau thì nó sẽ gây ra cái cái vấn đề về tỷ giá tức là thực ra nghiên cứu rất sâu thì chúng ta sẽ thấy cái gốc của nó phải là từ lạm phát thì còn những cái tranh lệch lãi suất ấy hay là mà chúng ta hay dùng ở trong thời gian gần đây gọi là uh, IRP đấy, tức là interest rate parity tức là sự cân đối vào lãi suất thì nó sẽ giới hạn ở trong một số các cái thị trường à, ví dụ như ở Việt Nam điển hình đó là thị trường liên ngân hàng. Thế thì uh, uh, nếu mà chúng ta nhìn các yếu tố dẫn dắt thì chúng ta sẽ nhìn thấy tranh lệch lãi suất là ở những cái tín hiệu đầu tiên, đấy là cái điểm đầu tiên. Thế còn cái điểm thứ hai chúng ta cần phải nhìn ấy, chúng ta phải nhìn vào cái cắn cân thế thì năm ngoái ấy, là những cái tín hiệu về về tỷ giá nó xuất hiện khi mà tranh lệch lãi suất khi Fed tăng, bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 3 thì anh có nói rằng là những tín hiệu nó đã có và ngay khi mà chúng ta cái cái đợt tăng rất mạnh của Fed và dẫn cùng với cái việc mà rút vốn khá là nhiều tức là cái cán cân của chúng ta thực sự lúc đi có vấn đề thì chúng ta mới thấy rằng là cái chính sách tiền tệ uh, nó mới bắt đầu phải thực sự thay đổi thì chúng ta cần phải phải nhìn một cách rất là hệ thống như vậy. Thế còn năm nay cũng là cái tranh lệch lãi suất nó vẫn có nhưng chúng ta phải nhìn vào cán cân của năm nay cán cân của năm nay thì chúng ta đều nhìn thấy rằng là nói đến cán cân thì mọi người rất là hay dễ bị lạc thì tôi sẽ nói với cả mọi người chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta có hai bàn tay một cái bàn tay đó là cái cán cân vốn tức là cái cán cân rất là dài hạn nó sẽ gồm cái phần các cái nguồn vốn dài hạn như là nguồn vốn fdi vào việt nam bây giờ nó vẫn đang dương nguồn vốn fii thì tỷ trọng của nó rất là nhỏ gọi là rút vốn mua bán cổ phần hoặc là chỗ trái phiếu ở việt nam thì nó ra ra vào vào nó cũng không nhiều đâu đây uh, cái và cái bàn tay thứ hai đó chính là cái cắn cân vãng lai mà anh báo nói thì xuất nhập khẩu nó sẽ chiếm tỷ trọng chính ở đó và chúng ta sẽ có hai cái nguồn mà tôi nghĩ rằng là rất là lớn, một là cái nguồn kiều hối mỗi năm khoảng 14 tỷ và năm nay cái cán cân um, gọi là thương mại đấy, đâu đó là hiện tại là khoảng 20 tỷ nên là nếu mà chúng ta nhìn thấy gọi là chúng ta phải có một cái tư duy rất là mạch lạc về các cái chỉ số kinh tế mà trong các cái chương trình phân tích vĩ mô thì tôi cũng có hay chia sẻ đó là các cái chỉ số dẫn dắt thì chúng ta đều nhìn thấy có tranh lệch uh, về lãi suất dẫn đến có khả năng tranh lệch về tỷ giá thế thì Uh, chúng ta cần phải xem yếu tố tiếp theo đó là yếu tố về cán cân. Uh, cán cân bao gồm cán cân tổng thể, cán cân vốn và cán cân uh, vãng lai thì chúng ta mới có thể kết luận được là liệu có có sự thay đổi về chính sách tiền tệ hay không. Thế thì uh, tôi đồng tình với quan điểm anh báo ở góc độ năm nay thì uh, tôi không nhìn thấy cái uh, tôi chưa nhìn thấy cái rủi ro phải thay đổi cái chính sách tiền tệ do cái uh, gọi là cú thay đổi về tỷ giá. Thế còn nếu như bạn là một cái nhà xuất khẩu thì tỷ giá lên thì bạn sẽ rất là tốt rồi và đầu năm tôi còn nhớ chính tôi là ngồi với anh báo anh Long thì tôi đã nói rằng là năm nay tỷ giá và và lại và lạm phát sẽ là một cái điểm tựa để cho chính sách tiền tệ nó nới lỏng không biết anh báo còn nhớ không tôi có trích lại cái đoạn cuốt đấy trong một số cái gần đây thì tôi vẫn thấy rằng là cái điểm đấy vẫn vẫn đúng cái diễn biến mà tôi phân tích cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý là nếu chúng ta là nhà nhập khẩu mà trong cái điều kiện cái cái cái, cái tỷ giá kỳ hạn nó thấp hơn cái tỷ giá giao ngay hay thuật ngữ của Trader hay gọi là swap âm ý, thì chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội đó khi mà cái tỷ giá nó đang ở trong cái vùng mà chúng ta có thể khóa lại lóc lại cái lợi nhuận của mình Thế thì tôi thấy rằng là Thế còn để gọi là tác động đến cái thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu thì tôi chưa nhìn thấy những cái rủi ro quá lớn anh Bảo Tôi đồng quan điểm với anh thôi Dạ, yeah. vâng yeah. Thì đấy, thì đi, thì đi về vấn đề tỷ giá thì em nghĩ anh em mình cùng quan điểm. <laughs> Bối cảnh của năm 2022 hoàn toàn khác không 53. À cái số liệu cái số liệu của báo ở trên màn hình rất là hay báo có thể mở ra và chỉ vào giúp anh cái điểm cán cân tổng thể năm ngoái nó bị âm không. Đấy, ok. Thế còn năm Đúng rồi. Nếu mà báo để độ khoảng 3 năm thì nó sẽ rất là rõ ràng. Thì cái này à, cái này à, à, em xin để nhỏ trước để em lốt cho cho cả nhà hiểu tầm quan trọng của nó ha. Ví dụ như giai đoạn này đi. Ok. giai đoạn này thì chúng ta thấy được rằng là tỷ giá nó chỉ tăng thực sự sau với mỗi cái giai đoạn mà pop nó phải có vấn đề về xu hướng thực sự cơ đấy ừ. chứ còn giai đoạn tăng tỷ giá bình thường ấy, mà pop không phải là có vấn đề ấy, thì uh, xoa dịu nhanh này. giống như là đoạn này này giống đoạn 2020 này hoặc là 2019 này tỷ giá được xoa dịu rất là nhanh bởi vì vấn đề đó đâu phải là vấn đề của pop vấn đề đâu tức là vẫn vấn không phải là cân tổng thể thực sự thâm hụt đấy và mỗi lần tỷ giá thực sự biến động nó phải đến từ việc cắn cân tổng thể thực sự thâm hụt thật cơ đấy thì cái năm 2022 chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy là mười mấy năm hai chục năm chưa bao giờ có giai đoạn này xảy ra <laughs> thì chúng ta bị âm trong căn cân tổng thể thực sự rất là lớn lên tới 16 16 tỷ đô trong vòng một quý thì dẫn đến tình trạng là tỷ giá giật lên là điều hoàn toàn bình thường đấy nhưng mà chúng ta phải hình dung được rằng pop đây chỉ là cú giật thôi và khi đi lại trạng thái bình thường thì tỷ giá tất nhiên nó sẽ không thể nào mà về cái vùng thấp như cũ được ấy, nhưng mà nó cũng không thể nào duy trì vùng cao Đấy, bởi vì bởi vì pop ở đây về trạng cân bằng trở lại bởi vì việt nam mình vẫn là một quốc gia hấp dẫn với dòng vốn ngoại mà đấy ừ. thì đấy là một số cái à, và cá nhân em thì nghĩ được rằng ấy, là từ giờ đến cuối năm ấy, thì sorry từ, từ 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 cái số liệu này là cập nhật đến quý 1 đấy nhưng mà nếu cập nhật đến quý 2 và quý 3 ấy, mà ngân hàng nhà nước công bố ấy đấy tại vì ngân hàng nhà nước công bố con số này nó hơi trễ ấy, nhưng mà cá nhân em theo dự phóng của những, uh, bọn em làm dữ liệu ấy, thì là quý 2 và quý 3 sẽ có thẳng dư về pop tương đối là khá đấy thì cho nên là tỷ giá không có không có lý do gì để mà có một cú giật thực thụ cả mà nó sẽ đi vào trạng thái sớm ổn định dạ yeah. đấy anh thì đồng quan điểm quan điểm của anh xuyên suốt từ đầu năm đến giờ đó là chúng ta không nhất thiết phải giữ một đồng Việt Nam đồng mạnh đến vậy để hỗ trợ nền kinh tế đúng không chúng ta có thể chấp nhận một cái tỷ giá nó cao hơn và như vậy hỗ trợ cho xuất khẩu mà và trong cái tầm kiểm soát của chúng ta thì đấy là một cái điều nên có chúng ta cũng không nhất thiết phải luôn luôn yeah. giữ cái tỷ giá nó mỗi năm chỉ tăng 2% như cái thời điểm trước đây đấy là quan điểm của anh rất là rõ ràng từ đầu năm vâng yeah. well. ok uh, yeah, well. ờ <laughs> vâng thì năm nay chắc tỷ giá cũng sẽ tăng đâu đó khoảng anh em mình ướm thử ha. Uh, đầu năm yeah. ấy thì nó ở mốc này đâu đó đâu đó khoảng chừng là 23.300 đi đấy 23.300 và bây giờ ấy thì uh, hai 300 ba ngàn ba trăm em tí ha cái này nó hơi ấy một tí đây hai mà hai thì em nghĩ là cuối năm nay tỷ giá đâu đó dừng ở mức khoảng chừng là gần hai bốn ngàn hai mươi ba đi Cứ coi như là dừng ở mức này đi <laughs> đó ừ. tại vì ngân hàng nhà nước vẫn chưa có động thái can thiệp nhưng em nghĩ ý, thì là họ cũng đang trong giai đoạn quan sát thôi và chưa đến lúc mà họ nghĩ được rằng đây là một cú tăng thực sự cho họ chưa cần can thiệp thôi đấy thì nếu <laughs> họ can thiệp thì em nghĩ thì cũng xóa so dịu nhanh <laughs> đấy anh thì uh, do nghề ngày xưa nên là có một cái công thức rất là đơn giản thôi công thức đó là cứ 1% thì bây giờ mình cứ tính giá đô đầu năm là 23.000 tức là 1% là 230 điểm. 23.000 đúng không à, Không, 230 điểm. Tức là 3% đâu đó nó khoảng 6 à, à đúng không? Là 690 điểm. Thì à, thì nó sẽ Vâng, đúng không ạ? 230 điểm mà nhân 3% thì là nó khoảng 690 điểm, tức là cứ cho 700 điểm thì nó sẽ là 24.000. 3% đấy. Như vậy đô ở mức khoảng 23.9 hai ba trăm tám đến 24 mươi ngàn là đẹp đấy nó cũng nói nói chung là chấp nhận để mà một bước phá thậm chí anh nghĩ rằng là có thể đến 4% cũng không sao cả 4% nó bù được cái phần tranh lệch lãi suất cũng không có sao cả tại vì cái vấn đề nó sẽ nằm chúng ta nhìn thấy cái tranh lệch lãi suất của nó bây giờ nếu mà chúng ta nhìn một cách chúng ta cứ lấy theo uh, uh, bao nhiêu một năm đi được không thì tranh lệch đâu đó nó khoảng 4% 4% trăm thì chuyển sang cái phần tỷ giá thì 4% vẫn vẫn có thể chấp nhận được không không có cái gì gọi là quá đáng cả đúng không ạ? Bon Việt Nam của bon Việt Nam để em bật cái Bon Việt Nam tắt Thái Lan đi. Thái Lan với Trung Quốc thì thì đâu đó nếu mà mình tính trung bình đi thì, thì trung bình đúng độ tầm 4 phần trăm 3 4 phần trăm nếu mình tính bình quân thì, đi. Uh, trước đây thì bọn anh nếu mà làm trader thì bọn anh sẽ nhìn cái bao nhiêu một năm với cả cái tranh lệch lãi suất thì chúng anh sẽ nhìn thấy cái mức độ mất giá của đồng tiền thì anh nghĩ rằng là trong vòng từ 3 đến 4 thì vẫn không có vấn đề gì quá lớn cả nếu em nghĩ là phù hợp em nghĩ là phù hợp <laughs> với lại đồng xuyên qua bây giờ cũng đang mất giá à, và để mà giảm tải áp lực thì uh, chúng ta để cho cái đồng Việt Nam đồng, nó mất giá một chút so với đồng đô cũng là phù hợp cho nên là thành ra mà nói thì uh, thì uh, khoảng hai ba tám hai ba đến hai bốn hai ba tám hai bốn ngàn là vừa đẹp đấy uh, em nghĩ là vùng này cũng sẽ là cái vùng mà 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 là cuối tỷ giá có cuối năm chứ không tăng hơn nữa tức là ở quanh khu vực của của anh nếu mà tính uh, full 4% thì nó khoảng uh... 230 x 4 thì đâu đó khoảng 920 điểm cộng với cả 23.200 thì nó hơi vượt 24.000 một chút xíu. Thì ở trong cái vùng đó ừ, thì nó vẫn đây 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 đây. À, à, góc nhìn của anh à. thì nó vẫn ok chưa có cái vấn đề gì phải thay đổi về chính sách tiền tệ cả. Đấy là à. góc nhìn của anh. Em cũng nghĩ như vậy uh, nhưng mà em thì em là uh, nhưng mà nhưng mà em thì em uh, em lại uh, em lại nghĩ rằng về chính sách tiền tệ thì chưa thay đổi nhưng mà cái không gian ấy cái không gian cho ừ. cái việc giảm lãi suất ấy nó 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 gần như là hết room rồi. Đấy. Ok, rồi chúng 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 ta đang chúng ta đang nói chuyện ở hai khi mà chúng ta đã thống nhất với nhau về tỷ giá xong đúng không? Thì chúng ta quay sang chuyện lãi suất. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy có hai hướng. Một, đối với cả thị trường họ sẽ quan tâm là liệu có tăng lãi suất hay không. Đúng không? Đấy là câu hỏi thứ nhất thì góc nhìn của anh rằng là không. Anh anh góc nhìn của anh và quan điểm của anh là không đúng không? tại vì chúng ta đều nhìn thấy rằng là chúng ta đang ưu tiên cho mục tiêu nào. Thế còn cái câu hỏi thứ hai rằng là, là liệu có giảm nữa hay không, đúng không? thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đó. Vâng, thì câu hỏi được rằng là ngân hàng nhà nước liệu được rằng là với cái áp lực đến từ tỷ giá và à, và lạm phát tăng trong tháng 8 vừa rồi ấy, thì ngân hàng nhà nước có tăng lãi suất không? thì em đồng quan điểm với anh là không. đấy. Còn về giảm á thì em nghĩ rằng là từ giờ đến cuối năm đó, thì mặt bằng chung là đi ngang. Là giảm nhẹ thôi chứ còn không giảm mạnh được như giai đoạn là quý 2 vừa rồi nữa, dạ, ừ. <laughs> thì đấy. thì tại sao em cho rằng như vậy? bởi vì uh, thực ra mà nói thì uh, 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 nếu chúng ta để ý uh, câu chuyện về, về 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 gọi là gì? về câu chuyện về lạm phát ấy thì lạm phát ở Việt Nam mình ấy, để bóc tách thử lạm phát nhé tại vì vừa nãy mình chưa đi đến lạm phát. <laughs> nếu mình phân tích ừ. CPI, phân tách CPI một tí ấy, thì mình sẽ thấy được rằng ấy là ở đây em đưa vào đâu đó là CPI này màu đen này. Đấy, được màu đen. À, và em đưa thêm vào một số cái khác nữa. Chắc là mình tắt hết đi nha. Tắt hết đi trước đã. Để em bật to lên. Để dễ. Này. À, tắt hết những cái ấy khác đi. Đấy, thì người ta đo lường lạm phát của một quốc gia ấy, là bằng cái chỉ số giá tiêu dùng. Và đây là một cái chỉ số biểu đồ thể hiện của chỉ số giá tiêu dùng. Thì mình nhìn thấy được rằng tháng 7, tháng 8 vào đồ đó ngóc lên khá là mạnh vậy thì mình muốn biết được rằng nó còn ngóc nữa hay không nó còn tăng mạnh nữa hay không ấy. trong các tháng tới thì mình phải đi bóc tách vào nó đấy thì em đưa vào đây những cái khoản mục mà nó đã tác động đến cái đà tăng của giá tiêu dùng toàn quốc vào khoảng tháng 7 và tháng 8 đấy thì mình bật lên đầu tiên là hàng ăn dịch ăn uống này nhìn chung cũng tăng khá là mạnh đấy à, cái này tăng mạnh à, trong tháng hai tháng vừa rồi ấy, nó đến từ một phần là giá là giá thịt lợn này nó tăng này giá rồi giá rồi giá lương thực nó tăng, đấy, giá thuê nhà nó tăng cũng tác động đến cái giá ăn ngoài, đấy, thì thành ra mà nói là cái này thì cá nhân em nghĩ ấy, là, là nó tác động bởi giá gạo và giá heo, thì uh, không biết anh Tuấn sao nhưng em nghĩ ấy, cái yếu tố này ấy, nó không nó không phải là yếu tố duy trì quá lâu, đấy và giá gạo cũng đã tăng đến một cái vùng một vùng quá cao rồi, <laughs> nếu mà kỳ vọng ừ. là giá gạo tăng hơn nữa ấy, thì em nghĩ là cũng khó, <laughs> đó, uh, thì mình thử đưa vào đây giá gạo thử xem ha thử đưa vào cái giá gạo thử xem em nghĩ giá gạo cũng đã tăng khá là mạnh này đấy nhưng mà em nghĩ rằng không 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 còn nó quá trời gạo luôn chả biết gạo gạo nào để giá gạo nguyên liệu đi đấy giá gạo cũng đã tăng khá là mạnh rồi đấy chúng ta nhìn thấy để ý kỹ chúng ta thấy được rằng là giá gạo tháng tháng sáu tháng 7, tháng 8 vừa rồi tăng một mạch từ đâu đó khoảng uh, bao nhiêu nhỉ khoảng uh, 10 mười uh, ngàn 10, 10 ngàn sau Rồi, cái cái chỗ này chắc là báo phải cho anh một hai phút để tại vì cũng có một những bạn mới theo dõi kênh tài chính kinh doanh và mới theo dõi vĩ mô thì nhờ báo mở full screen ra anh nói qua một chút để cho sau đó thì báo đi vào chi tiết. Chúng ta phải hiểu rằng là anh anh báo đã nói về CPI rồi là một cái rổ hàng hóa dịch vụ và chúng ta đo cái sự tăng trưởng giá của rổ hàng hóa dịch vụ đó theo hàng năm. Và chúng ta đều biết rằng là trong cái rổ hàng hóa dịch vụ của người Việt thì cái phần hàng ăn và dịch vụ ăn uống đang chiếm cái tỷ trọng lớn được không? À, chúng ta sẽ đo nếu mà chúng ta muốn xem những cái yếu tố tác động vào CPI của Việt Nam thì chúng ta chỉ cần cái phương pháp mà anh báo mà tôi cũng hoàn toàn đồng ý thôi, đó là xem những cái cấu phần nào lớn tác động đến CPI. Thì trong rổ hàng hóa nó có một cái phần rất lớn nó liên quan đến hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Và nếu như giá gạo, giá thịt nó tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trọng số của cái nhóm đó đến cái CPI chung. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hơn 700 mặt hàng ở trong rồi CPI nên là chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những cái nhóm mà tôi nhìn thấy ở đây khi anh báo gom như thế này đâu đó nó khoảng đến gần 80% rồi. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống này, giao thông này và nhà ở vật liệu xây dựng đó là những cái đâu đó chiếm khoảng 70%. CPI giáo dục thì đâu đó nó chiếm khoảng 9% nữa thì đâu đó cũng gần 80% rồi. Anh lại còn đưa CPI hàng hóa và dịch vụ khác vào nữa. Thế thì cái cách mà chúng ta sẽ nhìn về CPI để chúng ta có thể uh, dự phóng được CPI Đó là anh Báu sẽ đi vào từng cái cấu phần một Và cái cấu phần quan trọng nhất đó là CPI hàng ăn và dịch vụ ăn uống Trong CPI hàng ăn và dịch vụ ăn uống thì cái phần lương thực và thực phẩm Lương thực thì uh, đại diện là gạo, ngày nào chúng ta cũng ăn gạo, được không? Và phần thực phẩm đại diện là thịt lợn Ngày nào cái trong bữa ăn của người Việt cái phần thịt lợn rất là cao Và hai cái yếu tố đó đều tăng giá trong thời gian vừa qua Thì dẫn đến cái CPI hàng ăn và dịch vụ ăn uống nó tăng À, tôi giải thích như vậy đúng không anh báo dạ vâng. đúng rồi vâng. Vâng. vâng ngoài ra còn một cái nữa anh ạ ngoài ra còn một cái nữa đó là trong cái hàng ăn vâng. uống ấy nó có là ăn ngoài hay tức chúng ta đi ăn ngoài okay. và ngày càng nhiều người việt nam mình đi ăn ngoài nhiều hơn ấy thì cái trọng số của đi ăn ngoài ngày càng tăng lên trong cái trọng số của cái CPI ấy đấy thì khi đi ăn ngoài ý, có một cái người việt nam mình ý, thì thực ra mà nói ý, trong cái việc chúng ta ăn tô phở khoảng ba mươi ngàn thì mấy năm ngàn trong đó có khi là tiền uh, tiền mặt bằng <laughs> đấy thì uh, trong hai năm vừa rồi ba năm vừa rồi cái giá thuê lại tăng khá là mạnh nha giá bất động sản thì không tăng nhưng cái giá thuê ấy. cái giá thuê ừ. uh, giá thuê nhà ấy thì lại tăng đấy và... thì thành ra mà nói nó gây áp lực lên cái vấn đề về CPI rồi ngoài ra ấy thì người cho thuê nhà ấy chúng ta cứ nghĩ được rằng là họ sẽ lấy giá bất động sản ra để họ ben mắc vào cái giá thuê nhà luôn, nhưng không phải đâu họ sẽ lấy cái giá lã, lãi suất ngân hàng đấy họ 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 so sánh với lại cái giá cho thuê nhà của họ ấy. và nếu như lãi suất ngân hàng mà tăng lên thì cái người cho thuê nhà họ cũng đòi hỏi cái lợi suất của việc cho thuê nhà tăng lên thì thành ra mà nói họ sẽ có quyền tăng giá thuê nhà lên nếu anh chỉ để ý kỹ ấy, thì không biết các anh chị tình hình khác hay sao và báo cũng không 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 đành lắm nhá nhưng mà nhưng mà báo thấy số liệu từ bất động sản com nhà về ấy, thì là giá thuê nhà đã tăng vẫn tiếp tục tăng trong vòng những quý vừa rồi ấy. đấy thì nó cũng là một cái áp lực đấy ờ, thì thành thì thành ra mà nói đó là nó cũng tác động làm cho cái chi phí ăn ngoài chúng ta tăng lên ngoài cái việc giá gạo hay là giá giá thịt tăng nữa nha, đấy thì đấy là một số cái <laughs> em hết anh Tuấn ạ, đấy là OK, nhưng nhưng mà chắc là nhờ phải nhờ báo là bây giờ cuối năm thì còn cái yếu tố nào còn tăng không? Giáo dục thì chắc là sẽ tăng năm nay vẫn đúng không? Là bây giờ mình 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 tắt đi ha. tắt cái thằng, thằng thằng thịt heo đi để mình nói nhanh, à. tại vì mình không có thời gian em nghĩ là mình anh em mình cũng đi khá là chiếm dụng thời gian nhiều rồi để em xóa cái thịt 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 heo đi, thì em chỉ muốn mô tả một cái như này thôi đó là à, tháng 8 cái giá tháng 7 tháng 8 ấy là cái giá uh, cái giá ship nó tăng mạnh tháng 7 tháng 8 này ấy, nó đến từ nó đến từ thứ nhất nó là uh, uh, nó là cái giá gạo tăng cái thứ hai ấy là đến từ cái giá xăng dầu nó không tặng nó 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 không còn duy trì ở mức thận nó cũng không duy trì ở mức gọi là nó không còn nó không còn tận hưởng được cái đà giảm của giá xăng dầu nữa đấy uh, nói như nào cho anh chị em dễ hiểu nhỉ tức là cái đóng góp lớn nhất trong giá giao thông á. Đấy, em bật cái này lên ha. Tức là cái cấu khẩu, khẩu phần lớn nhất trong giá giao thông ở Việt Nam mình ấy. Đấy, thì nó chính là giá xăng. Đấy. Rồi, và giá nếu mà chúng ta để ý kỹ chúng ta thấy ấy là uh, giá xăng năm ngoái lập đỉnh từ khoảng tháng 6 và đang cho xuống giảm, còn giá xăng năm nay thì lại tăng. Thì thành ra mà nói đến tháng 9, tháng 8 tháng 9 này ấy, là gần như là thay vì CPI giao thông nó làm giảm CPI tổng thể xuống thì bây giờ xì hơi giao thông nó lại đang là nguyên nhân nó làm cho cái lạm phát ở Việt Nam mình nó tăng lên đấy rồi để để cái này để anh giải thích cho báo ơi cái này nó nó đơn giản thôi năm ngoái là nga và ukraine là có xung đột nên là cái giá dầu nó tăng thì nó sẽ đạt đỉnh cao vào tháng 6. đúng không và như vậy nó sẽ làm nó sẽ làm tăng cái lạm phát chung chính vì vậy nên là chính phủ đã dùng chính sách tài khoá để hỗ trợ bằng cách không thu thuế môi trường chính vì vậy nên là nó sẽ có sự sụt giảm Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ nhìn thấy cái CPI giao thông nó sẽ giảm Và nếu như chúng ta nhìn thấy cái CPI giao thông tính year on year ấy, Thì đến năm nay thì cái việc nó sẽ tính so với cái mức giá của năm ngoái Mà đã sụt giảm Thế nên là cái giá năm nay thì nó lại quay trở lại cái chu kỳ tăng Chính vì vậy nên là CPI giao thông năm nay nó sẽ lại tăng Đấy, đơn giản nó là như vậy thôi Dạ, như vậy nó không còn được hưởng lợi từ cái yếu tố giảm nữa Đấy, nhưng mà uh, quay trở lại câu hỏi của anh đi thì nó sẽ dễ hình dung cho mọi người hơn ấy. thì anh hỏi được rằng là từ giờ đến cuối năm ấy, thì có cái gì tác động nữa hay không thì đầu tiên là về gạo thì em nghĩ được rằng là em nghĩ được rằng là nó sẽ không làm CPI tăng nữa bởi vì giá gạo đến vùng này cũng vùng khá là cao rồi hoặc là tác động cũng không nhiều đấy cái số 2 nữa ấy, về giá giao thông ấy, thì em cho rằng ấy là là à, chúng ta không được hưởng lợi của đó nữa thôi chứ còn giá xăng dầu sẽ không tăng mạnh bởi vì bối cảnh kinh tế quốc tế hiện tại đang rất là yếu và chưa có cửa mở cho nên là giá xăng dầu cá nhân em nghĩ được rằng sẽ lình xình ở khu vực này không 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 tăng mạnh được và từ đó làm ừ. cho cái mặt bằng chung của CPI giao thông đi ngang là chủ đạo đấy rồi mình đến tiếp một cái nữa ấy, những mới bật nhỏ lại nha mình đến tiếp một cái nữa mình sẽ thấy được rằng ấy là có một cái yếu tố rất là lạ trong cái CPI uh, của tháng của tháng bảy mà 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 nếu anh chị nào thường xuyên qua sát mình sẽ thấy được rằng là cái cái tại sao em đưa cái khác vào đây ấy? bởi vì nó chỉ chiếm đâu đó khoảng chừng ba bốn thôi anh nhưng mà đã rất lâu rồi ấy, Uh, uh, gọi là gì nhỉ? Đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy một cái 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 CPI khác nó tăng vọt như thế này. Và đây cũng chính là nguyên nhân làm cho cái lạm phát của tháng cái CPI tháng 7 nó tăng mạnh anh ạ. Đấy. Ừ. Nhưng cái này ấy, thì uh, em cũng không 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 biết là cái gì, chân thành không bóc tách được và tổng cục thống kê cũng không không không, không thể hiện nó là cái gì hết. Đấy. Thì uh, thành ra của nó mình không biết được nhưng mà uh, em nghĩ cái này không lặp lại. Cái này từ giờ đến cuối năm không lặp lại. Đấy bởi vì cái này đến một cái chích gì đó thôi. Đấy. Uh, uh, không biết nó là cái gì đấy nhưng mà nó, nó là cái thứ không lặp lại đấy cá nhân em nghĩ vậy đấy thì thành ra ấy, từ giờ đến cuối năm cái áp lực từ cái CPI khác nó không còn nhiều đấy thêm một cái nữa ấy, là uh, có một yếu tố nữa ấy, đó là giá nhà ở và vật liệu xây dựng nó cũng đóng góp thì cá nhân mình tắt hết những cái này đi uh, mình tắt hết những cái này đi thì mình thấy giá nhà ở và vật liệu xây dựng ấy. đấy nó cũng đang tăng khá là mạnh trong cái khoảng tháng 7, tháng 8 vừa rồi ấy, nó đến từ những nguyên nhân như là giá điện tăng này, đấy, giá điện tăng, uh, giá nước cũng tăng nhẹ này, rồi giá thuê nhà cũng tăng đấy nhưng mà cá nhân em nghĩ thì nó sẽ không, nó cũng không phải tăng quá mạnh, cho nên về tổng thể mà nói ấy, thì uh, những cái chỉ còn một biến số lớn nhất làm cho CPI nó trở lên gọi là khó lường uh, đó là giá giá giáo dục đấy nếu bởi vì nếu để, để, để ý kỹ ấy, thì Ờ đầu năm em cho rằng giá, giá giáo dục tức là những cái biến động hiện tại như thế này này không phải là quá đột biến so với những gì anh em mình đã suy nghĩ Đấy, nhưng mà có một cái mà anh em mình phải đưa thêm vào trong cái dự phóng của mình ý, so với đầu năm ấy, đó là cái giá giáo dục thì uh, nghe nói một số khu vực sẽ tăng giáo dục vào tháng 9 này <laughs> em chưa có cơ sở Đấy, nhưng mà nếu như giáo dục tăng lên đấy thì rõ ràng được rằng là nó sẽ là một nhân tố hất cái thằng CPI lên đấy nhưng mà xét về kể tổng thể nhé kể cả dốc tăng lên về cái vùng cũ đi thì nó tác động đến CPI nó cũng chỉ giật CPI lên đâu đó một khoảng chừng là tầm 10, 10, 14 đến 14 năm thôi như vậy tính bình quân lạm phát của năm nay ấy thì nó cũng chỉ tăng đâu đó khoảng chừng là tầm uh, uh 3 phần trăm tầm tầm đó đấy lớn như ước tính của một, của em á thì chỉ dừng dừng ở mức độ đó thôi đấy thì nó vẫn rất là xa đấy ba đến ba trăm hai nó vẫn rất là xa so với lại cái mục tiêu về lạm phát mà chính phủ công bố tức là nó cũng sẽ nhìn chung nó cũng sẽ là còn nhiều không gian để mà chính phủ hỗ trợ cho hết tiền tệ nữa đấy chúng ta em có đưa vào đây một cái gọi là cái mục tiêu lạm phát của chính phủ và một cái nữa là con số lạm phát thì đến tháng tám hai nghìn hai mươi ba thì à, hiện tại như cái ước tính của chúng ta ấy thì Uh, nạm phát đâu đó nó sẽ chỉ dừng ở mức khoảng chừng là tầm dưới 3.5% đấy uh, bởi vì biến số cuối cùng, biến những cái biến số lớn nhất tác động đến nạm phát thì cũng đã được phản ánh vào tháng 7 tháng 8 vừa rồi còn biến số cuối cùng là giáo dục nó được phản ánh vào khoảng tháng 9 đấy còn trong tương lai những cái tháng cuối cùng của năm đó, thì chúng ta vẫn phải quan sát thêm nhưng mà em không thấy cơ sở nào để cho rằng là nạm phát có thể vượt được một con số 3.5% cả đấy vậy cho nên là nhìn chung cũng khá là tự tin với lại cái việc là chính phủ đạt được mục tiêu lạm phát và đã tạo ra không gian còn khá là tốt để mà để mà chính phủ tiếp tục gọi là cái 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 chính sách hỗ trợ của mình đấy à, những cơn gió ngược đã xuất hiện nhưng mà những cơn gió ngược này không đủ mạnh để làm cho chính phủ phải thay đổi cái định hướng chính sách tiền tệ của mình đấy nhưng mà không gian để mà giảm lãi suất không còn nhiều đấy thành ra trong tương lai ấy, em nghĩ rằng chính phủ sẽ không còn dùng trong từ giờ đến cuối năm đến đầu năm sau chính phủ sẽ không còn dùng công cụ giảm lãi suất nữa đấy có thể chỉ dùng một hai lần nữa thôi đấy còn đâu đó sẽ tập trung vào việc cái đó là khơi thông cái dòng cung tiền và tín dụng mà muốn khơi thông dòng cung tiền và tín dụng ấy, nó phải liên quan đến thứ nhất là sự phục hồi kinh tế ở khu vực sản xuất và tiêu dùng cái thứ hai nữa ấy, đó là đó là cái đó là cái cái sức khỏe của ngành banh họ sẵn sàng cho vay trở lại đấy hai cái đó phải gặp nhau thì thành ra mà nói trong quá trình mà chờ hai cái gặp nhau thì chính phủ sẽ phải có những cái chính sách hỗ trợ dành cho ngành ngân hàng. Đấy như chúng ta đã thấy rằng thông tư 06, à, sorry, thông tư 06 cũng được thay thế bởi thông tư 10 bỏ đi những cái rào cản với lại tín dụng bất động sản. À, tiếp đến ý, đó là em nghĩ cũng sẽ có một vài cái chính sách gọi là nới lỏng hơn trong cái việc gọi là dòng vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn sẽ được điều chỉnh về mức 30% vào cuối tháng 9 này, đầu tháng 10 này. Đấy, thì em nghĩ từ dần cuối năm có thể sẽ là những cái chính sách mềm mỏng trong điều tiết làm cho mở rộng cung tiền và tín dụng chứ thay vì sử dụng công cụ lãi suất nhiều như trước đó Để. Để. thì đấy à. là một số cái mà quan điểm ạ cảm ơn báo à, tôi cũng cùng quan điểm với anh à. báo thôi đó là lãi suất điều hành chỉ là lãi suất điều hành chúng ta phải đi vào thực tế đó là chúng ta khi mà hạ lãi suất đấy thì cái cái cái, cái 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 giá uh, hoặc là cái nguồn nước nó có đến được cái cánh đồng khô hạn hay không. Tại vì góc nhìn của tôi những cái um, máy bơm chính từ ngân hàng nhà nước thì đã mở nước rồi, nhưng mà những cái máy bơm phụ của các ngân hàng thương mại thì cũng đang rất là khó khăn. À, anh Bảo có nhắc đến một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là uh, các ngân hàng đang rất vướng, đó chính là cái um, gọi là nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn uh, sẽ cái tỷ lệ nó sẽ giảm xuống 30% vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Uh, và các ngân hàng cũng đang uh, phải đối phó với cái việc đó là Đấy, nợ xấu thì càng ngày càng tăng cao. Chính vì vậy nên là có nước được ra nền kinh tế vào đúng những cái thừa ruộng tốt hay không thì cũng phải có cái sự anh anh báo dùng cái từ gọi là mềm mại đúng không ạ đối với các ngân hàng thương mại để làm sao mà họ có thể đưa nước vào cái nền kinh tế thì góc nhìn của tôi thì ngoài cái góc nhìn đó thì tôi cũng bổ sung thêm đó là chúng ta cũng phải xem rằng là các cái chính sách làm sao thông thoáng cái môi trường kinh doanh và đầu tư nữa đó là cái vô cùng quan trọng có nước rồi nhưng mà cũng uh, trồng cây này không được, trồng cây kia không được thì uh, và rất là nhiều các cái thủ tục để trồng cây thì cũng rất là mệt. Và thì đấy là cái góc nhìn của tôi. Và cái chương trình của tôi thì uh, và anh báo thì đến đến thời điểm này thì cũng đã là khá dài. Uh, tôi có thể tóm gọn lại trong một số cái quan điểm như sau. Cái quan điểm đầu tiên ý, đó chính là cái áp lực về tỷ giá là có. Tuy nhiên cái bối cảnh năm nay nó sẽ không như năm ngoái. Và uh, cái việc mà có thể dẫn đến cái việc uh, tăng uh, tăng lãi suất hoặc là thay đổi chính sách tiền tệ là góc nhìn của tôi và anh Báo thì cùng đồng thuận là không có. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái góc nhìn thứ hai đó là cùng với những cái diễn biến mới trên thị trường quốc tế. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cây biên bản của cuộc họp bài phát biểu của của Powell tại hội nghị Jackson Hole cũng như là các cái tình hình mới ở trên thị trường Trung Quốc trong thời gian gần đây khi mà họ cũng phải liên tục hạ lãi suất hay là can thiệp vào tỷ giá thì tôi nhìn thấy rằng là cái dư địa để giảm giảm lãi suất thì càng ngày nó càng ít đi và như vậy thì chúng ta sẽ phải cần một cái những cái hành động mang tính chất thực tế hơn đó là chúng ta phải làm sao thực tế để có thể tăng được tín dụng trong nền kinh tế cũng như là cải thiện cái môi trường kinh doanh nó tích cực hơn. Thế còn trong thời gian đó thì tôi vẫn luôn giữ quan điểm là đầu tư công trong năm nay phải sẽ vẫn phải tiếp tục uh, giữ cái vai trò tại vì chúng ta còn dư địa khá lớn trong đầu tư công khi mà cái tỷ lệ uh, cái tỷ lệ nợ uh, trên GDP của chúng ta vẫn đang uh, ở dưới cách dưới khá xa cái uh, chỉ tiêu 65% GDP vâng trong cái chương trình bàn tròn đầu tư thì chúng tôi cũng cố gắng khái quát những cái vấn đề lớn của thị trường và rất là mong các bạn có cái sự ủng hộ chia sẻ cũng như là đóng góp nếu như mà có chúng các bạn có những cái góc nhìn khác biệt với chúng tôi một lần nữa cảm ơn anh báo đã tham gia cùng chương trình và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Giao dịch dễ dàng, đầu tư nhanh chóng. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Topi chính thức ra mắt tính năng giao dịch trên website, giúp khách hàng có thể dễ dàng tham gia đầu tư và trải nghiệm các tiện ích vượt trội. Truy cập website www.topi.vn để trải nghiệm ngay bạn nhé! Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn các quỹ đầu tư quốc tế. Tìm hiểu thêm thông tin tại afa.edu.vn hoặc hotline 094 238 6611.